Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng y chói chói hiệu Phật này gì y đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật dưới trên cửu long ý phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn đức tòa thì ngai vàng sợ sợ ơi phóng hào quang rực rỡ vân niên đi
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Thiên đình
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra cần môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền sòng sơn địa tiên, sông sơn cô cười chính ở suối ngàn cô hiền về, thú vui là thú sơn thế ngàn nì giang ngàn nương mọi bề thanh tân, cô mười một đi cô ngự đồng nhân khi chơi quán sở lâu tận ngào du. Giáng đà lại xin chứng lễ sơn nghi trang khuyên nghi mở, lộc đồng tài để đáp độ cho con phu quý vinh hoa, chữ tai hạ ách tông nghi xa hải hòa. Trai già thời sức khỏe, trẻ thời bình an, tình mười chữ vị giang đà ni phù chi đệ tử thiên ni ban thọ trường. Vật bốn muôn dương tiết ảo tâm trí thành, họ đang cầu đảo cầu bình an.
hoa thực dâng lên đăng tràng, hoa thực kính dâng lên tâm thành toàn bái thị thánh tiên thanh mẫu nghịch đồng. Đệ nhất tiên thiên cung thỉnh mời, một đệ nhất thiên thiên thành vân công chúa thượng thiên ni mẫu gửi về. Đúng nhan xạ nhiệt pháp dưới mong muốn chư Phật thời ngồi thất sao vân đi xứ kết tường vân. Thành nghi hương chư Phật hiện toàn thân, nam mô hương cúng dạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô hương cúng dạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô hương cúng dạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ loan thanh giá hồi cung, đệ nhị thánh tiên cung thịnh mời, mẫu đệ nhị tiên nguyên xưa hiển thánh xin để đông cuồng. Đi định trần nhang phân từ súng thiên thượng, đệ tử kiên thành nhiệt tại kim lô phong, quanh pháp nhân luôn tự viên mãn thập phương, tích Phật giáng du miễn mạng tiêu tài chương. Nam mô nhang cung giảng Bồ Tát Ma, nam mô nhang cung giảng Bồ Tát Ma, nam mô nhang cung giảng Bồ Tát Ma. Loan thanh gia hồi cung, thanh mẫu đệ tam ni cung thỉnh mời, thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự đền hoài cung. Chín đàn hải ngạn lưu nhiệt minh hương, gia du từ mẫu nước vô hương, hòa nội đắc thanh hương trí tâm kim cương, nhất chú biến thập phương. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Sẽ loan thanh giá hồi cung, có lệnh triển ra đức thánh ông nay, có lệnh triển ra quan quân hỏi bộ, đều là chữ Dịch Ngô Bình đạo phạm Nam Thành. Đạo phạm Nam Thành quân Ngô Bình, đạo phạm Nam Thành đánh đông xe bắc, tung hoành mọi nơi cửa đông cửa cứu cửa đoàn. Vốn nguyên xưa đôi bên tả hữu mi, đủ mọi tài chờ đầu mối can qua văn thời giãn đức hoàng gia, võ thời thao lược nghe can qua ý ầm ầm mình. Hoạt mạn gì uy uy cung y phục nghi, ứng mộng ly mãn tuần xuất ni thế, thác định nghĩ sinh trần thị tôn vương dung nghi, tướng mạo đường đường khuê trường vĩ vọng minh
đông lương ý đại tài. Nam Việt An phong Bắc thờ, Nam Việt An phong tả cơ hỷ dũng đùng đùng, ý kéo xa ý. Lược thảo hùng oai quan ni cổ, văn kinh nghi luận bí cực nghi hoàng thần ni. Hoàng thân chiều ba bí cực hoàng thân ni, lội san bì chính ngoại cầu ý đồng binh ý. Sử ký Việt Nam dân đi thị nghi, lịch nghi lịch tỷ vương kế thế y, trị binh tiên trường tước bạc địa danh, sơn hà xúc đi tu trung linh y khả kỳ y. Thuở nhà Trần y ni mở mang bắc bắc ý chỉ, đất ni thiên trường này tức tức bạc ý nghĩa thương vương ngàn năm quân tử binh lương, trời sinh nghệ thanh tướng khác hình nghề người ta tình nghĩ.
khai quang song nhan thấp cơ diệu quang minh chứng đan duyên ngã tích tăng cung giảng kim bổng hoàng lần cận thánh đế tiên trung vương. Đệ Nam Thiên Tào Sứ Văn, Đệ Nam Thiên Tào sinh nên tam tứ phủ, công đồng chính minh trần gian có sơ tấu trình. Hành ông tấu đôi chép biên rõ ràng phi cho họ đặng trường sinh. Phúc lai tai tông an khang thọ trường phi cho dũng mạnh kha cường. Tiên nhớn thông phi ngại nhục nhớn ngại phi thông pháp nhớn do quán tục chiếu dị thể hoạt động. Viên minh pháp giới nội vô xứ bất hàm dòng nhân nhân giai cụ túc vật vật tổng viên thông. Vâng mệnh hoàng thiên điều thời, vâng mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền giáng thế dương gian ngài về chứng đệ chứng đàn. Hò vua xóa hận chí kiên cường, nguyên mông đại bại liền mã trận, dân Việt uy danh dây bốn phương. Sái giặc bỏ mình khi thủy chiến, thoát hoàn truy ông lúc cùng đường, đời đời chuyên tục tài thao lược, đức thánh chân siêu hứng đạo vương. Thiên cương thái ất tung hoành, tứ kỳ bát hải quán tinh nhiên trần đô. Cung phụng
Trung Hoa Đồng Mộ Đức Tổn Thân Hưởng Minh Quân Hạ Lương Thần Nhất Đường Thủy Long Vân Tao Phùng Thiên lực sĩ hữu
vạn vạn tinh binh vì thiên hạ. Cung vòng thanh tử doanh tiền sử tông phục nguyện thanh đại quốc nguy nguy thanh đức dương dương thần công hộ quốc tiêu dân trừ tà phù chính thần giả pháp viên giả lai từ đông từ tây từ nam từ bắc hữu từ ra hữu từ nhi xuân nhi hạ nhi thu nhi đông kim chân ta tổ như ta tư cận là thành bắc ca hiên đi kim ba đi biểu trong là tổ tình là bắc na thiên thành thành phố nhân kim ba thiên mình là danh chi chi cận là sót thiên la vận quy là mau nhân đông thiên thập ba nhất ba nguyện ba thập ba nhị ca nhân thập ba thiên ba thể pháp thành quả lam hạ bút phê sai triệt nha, hạ bút phê sai cả phía chư tướng đạo năng độ chỉ tả sai binh bộ binh tùy đôi chữ trường sinh thành ông phê đôi chữ trường sinh chữ phu chữ quý khác ninh thọ trường phê cho dũng mạnh khác cường nơi sớ văn tấu các nơi công đồng tứ phụ gọi trần thường thiên tấu lên phật thánh tiên hiền tấu lên thượng giới tấu về thoại cung
lễ đằng xa. Vạn binh hai đồng ba dương, mã nhi kiều tương ngô cường ý ma đương. Thoảng nhà Trần ý mở mang bắc chỉ đất thiên trường tức mạng vương. Ngàn năm mi quân tử nghe bình nước sinh thời thanh tướng khác thương thì người ta thủy long vân minh tao phùng thành ra hồi cung đời Trần Thị Ngài mở mang trong Nam Hải Đức Đệ Ta dòng dõi kim chỉ bao vẹn giáp mã chi tùy. Giáp mã chi tùy bao vẹn giáp mã chi tùy đã vu oan khắp đại đi phạt giật phong đại vương an tâm tận chức lại đem tu yến dựng ra bà. Đại vương an tâm thần nề trước lại đem mê cầu yến dực nghĩ ra bàn nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn nào ngờ mắc phải nghe tiếng quan y ở đời nghe. Quân kéo đi đường đường chúng y chính cưng y đội nào nghiêm trình y trước cùng sau y
nhất đội bạn cơ linh chia nhất đội bạn cơ thành công bây giờ chắc sáng anh tình trước là bảo hộ dân tình sau là thu chóc hết tà tình phen lầy uy xa trần thế biết tay cứu trợ dân ta chắc tà tình anh cứu trợ dân ta cân đai mũ mã gia uy khám đàn phép ông đôi má thu mình hổ nên khăn ấn xiên lình ra oai vồ đập tạo trên đi than lửa chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma trần thế biết tay uy ra trần thế biết tay ngực lên đông tử cứu dày xương gian cứu đâu thời thoát được an thời thoát được an cứu đâu thời thoát được an ấy dẹp hết ta quỷ phạm nhan điều về thông mây cưỡi gió đi về có phép ông ra ngày hôm nay có phép ông ra cân đai mũ mã gia uy tám đàn phép ông đôi má thu phình hổ lên khăn thương xiên lình ra oai mặt hổ phù gia uy hùng hổ bồ đập khảo chân dẫm cày lục nửa khói bùng bùng chảo dầu sôi nửa khói bùng bùng đôi lay ông hoa tứ tung ngũ hạnh tay ấy quyết dây dấu mặt thần phù sa cứu độ dân oan tay ấn có sư ba ngàn tay dân có ngư 900 đạo phù thánh tổ truyền cho phù linh thần cơ linh ứng thần cơ hạnh phù linh thần cơ hồ thiên nhập địa cầm cờ nhân gian thần phù chỉ nước nơi tan chỉ núi nơi tan thần phù chỉ núi nơi tan chỉ sông sông cạn chỉ ngàn ngàn bay thần phù gọi gió thẹn mây gọi gió thét mây thân phù gọi gió thét mây ta tan quỷ tan phép dày ai đang ân thiêng chỉ bệnh trần gian cứ gió đi về thông mây cứ gió đi về khi qua kiếp bạc lúc về trần thương cờ vàng say chân năm phương nhật nguyệt quang minh phép ông ta nhật nguyệt quang minh cần đài mũ mặt ra oai đàn phép ông lục chi thần thông cứu trợ dân ta chóc tà tình nay cứu trợ dân ta cần đai mũ mạ gia uy khám đàn phép ông đời má thu phình hổ nên khăn hương xiên lình ra oai vồ đập cảo chân đi than lửa chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma đợi sẵn yêu ma chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma tay ấn tay quyết gia uy dấu mặt thần phù sa nay cứu độ dân oan cứu độ dân oan thần phù sa nay cứu độ dân oan tay ấn tay quyết gia uy dấu mặt phép ông đôi má thu bình ông chúng ta ra có ta ông chúng ta ra một là khí huyết hai là ta tích chứ yêu yêu hiện nguyên hình
yêu hiện nguyên hình, chứa yêu yêu hiện nguyên hình, ra tay cứu tử độ sinh vô cùng có thời thế thất hòa. Chiến phán pháp ngoan thánh ông vì người chiến phán pháp ngoan tả văn hữu võ lượng ban đáo đàn lệnh chiến văn võ đô như hà sứ điệp dựng nên kim ngân sứ điệp dựng nên thánh ông tấu đôi chép biên rõ ràng vì cho thì từ trang sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường vì cho dũng mạnh khang cường tiền vàng lưu lót bạc vàng đề đa bốn mùa vận hạn tài quá dân an quốc thái sướng ca chơi bởi quân thần phải đạo là tung vâng mệnh hoàng thiên điều thời vâng mệnh hoàng thiên phật thánh chỉ truyền giáng thế sướng gian đức ông chứng lệ chứng đàn chứng lễ chứng đàn đức ông chứng lễ chứng đàn sau ông lại chứng chứng cho lòng thành vuông phù trăm họ được an nhân nhân giai cụ túc vật vật tộc viên không địch ngộ giai chiêu sư sao hoa tộc mà không thank you.
phong tước vương an tâm thần chức. Lại đem câu yến dực xa bát ni sang hiếu đạo chủ toán niệm nào ngờ mắc phải tiếng oan ở đây. Để trời xanh vắng vặc sáng soi, mỗi năm mình tình kể cùng ai đành rằng đem xuống tiền đô đài ý cho ca. Có nghỉ thân
ngọn nước ngoài cửa bể. Khắp châu vệ treo mây bông, vì không tu dục anh chú thì đâu dẫn được non sông ngoài này. Phép mê hiển linh suy tai kinh vị y chủ thạch truy phụng sự lô nhà ngàn thu miếu mạo con hoàng vị thờ trong chính ngày vàng ý anh linh dạ bảy đất kho bảy khúc trực nghỉ để trời xanh văng vạc anh ngô linh anh xa hồi cùng hoa hải đường vương cô đệ nhất tức mạc hương là đất trần oai Ngọc Điệp danh danh kim cô nhất kim chi Ngọc Điệp danh danh thái sư nhất phẩm triều đình ai qua dưới đồng đình hoa rơi lại lãng cửa rèm mỹ châu thấp thoáng bóng trăng đời linh thái tổ trục hưng anh linh ra sức liễu thăng hàng đầu
thái quang, song nhan thấp cơ diệu quang minh, chứng đàn duyên ngã tích tăng cung vàng kim phùng hoàng, lân cận thánh đế tiên trung vương. Văn sớ dâng lên thượng lại, văn sớ dâng lên vương cô tống đối, chép biên rõ ràng khuôn phù họ đặng bình an. Chữ phu chữ quý khắc ninh họ trường về cho dũng mạnh kháng cự. Tiền vàng lưu lắc bạc vàng để đang bốn mùa vận hạn tài qua. Dân an quốc thái sướng ca chơi bởi quân thần phải đạo làm tung. Trên theo Phật hành hành dưới thuận, một lòng dốc một lòng lạnh không dám đơn sai. Thiên nhớ thông phi ngại nhục nhớ ngại phi thông pháp, nhớ suy quan bực tuệ nhớ trực viên dung thần, nhớ như thiên nhật chiếu dĩ thể hoạt động dòng nhạc pháp rơi đội vô số bất hàn dung. Trần thương tới đâu nghinh thời đây kinh hồn mà khiếp viễn pháp nhân dũng sợ. Trên phủ tiếng quyền tuân tiếng nữ ê xuống nghĩ hồng trần bỗng sự thành quân cảnh vàng
là Ngọc Thành Tân. Giáng sinh gặp lúc nhà trần ý chúc hưng. Trên tấu đối ba tỏ soi xét ý, vương cô đều ngài vạn phép hình anh linh. Muôn người bách bệnh tan tành, làm sinh thành tu nữ lành ý phi phương. Thành ra hồi tên gọi đại hoàng tâu vương đô, tên gọi đại hoàng thông minh chính trực vẻ vang đời trần. Vương đôi tối linh nương nhờ, vương đôi tối linh nhiều lời cầu đạo, nhiều nơi phụng thờ. Trên tòa vàng trông ơn Phật thanh, dưới đền rồng phục sự vương cô đô. Bông đào vui trần bay xuống, Phật quan âm
xa ý, chân thân mơ màng giấc quê đêm xuân. Sao xa điểm ưng ý, thanh thần ý, thác sinh ý. Song nhan thấp cơ siêu quang minh chứng đàn duyên, ngã tích tăng cung giảng kim cùng hoàng lần cận thánh đê tiến trung vương. Phong mệnh hoàng kim điều thời, phong mệnh hoàng thiên, văn sớ dâng lên thượng lại, văn sớ dâng lên vương cô tấu đối, chép viên rõ ràng phụng phụ để được bình an. Họ trường phê cho sung mệnh đôi đường, bao nhiêu hàn ách tống ra hải ngoài độ cho già trẻ gai chay. Dòng nhan khai quang thật kề diệu, dòng nhan chứng đan duyên, ngã tích tăng cúng sang kim phụng hoàng lân cận thánh chúa tiên trung vương. Ngã lăng tần giả ân từ bi, lân mẫn chứng sinh cố ngã kim tinh lễ. Dòng nhạc thập kề diệu hai quang phải chứng đàn gì. Thiên nhớn thông phi ngại nhục, nhớn ngại phi thông pháp, nhớn do quán tục chiếu dị thể hoàn đồng. Viên minh pháp giới nội vô xứ bất hàm dòng, nhân nhân giai cùng túc vật vật tổng viên thông.
dược sơn cuộn cuộn dòng bay. Lâu đài can thủy chính cung, đào tiên nảy lộc nghỉ an non bồng ý khai hoa. Vương mộ thầy sao xa lác đác y nhầm tí sao quyết còn song song ngọc đúc
vàng cân khác thường. Gần xa khấn ba người ngập mình lòng rời lại ai lòng ẩn chiêm bao phút ưng mộng thần. Đôi vị a phu nhân bơ mà đoan trang mình mẫn việc khuê môn giáng sẵn gia đình nữ bậc hoa xanh quyển vàng sách ngọc tập tánh đi trong cung người tâm tình sực tình ý tốt nịnh nhang trầm một tình dâng lên chiêm bao phút ưng mộng thần sao xa đôi vị a phu nhân bơ mà chúc mừng
tỏa ra nghi ngút như dòng thì xích lâu. Nhạc bay trầm xa hí in y ngoài thành tung khói to xiêm y nghi bay sầm năm phút phù che hàng đức hoàng nghi thái hậu tức đi thì quật đi công tâm niệm phụng thờ tông đồ ý kẻ khẩn cầu vọng bài xin con ai mà phải sống phạm nhân hay quân tàn sát định nghỉ a chữ ta yêu ma trên tấu đối ba tòa soi xét ra hồi giờ cha tích cũ đời trần tin cô bé cửa suốt mười phần để tốt từng
khai quang thập kỳ diệu quang minh chứng đạt duyên ngã tích tăng cũng giảng kim phục hoàng thân cận thành chúa tiên trung hương ca lăng tận xa ân từ bi lần mẫn chúng sinh cô ngã kim định lệ dọc nhang cả chúa tiên tôn kim văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên cô về tấu đôi chép miệng rõ ràng phê cho họ đặng trường sinh nhi chữ phú chữ quý ngang tinh thọ trường phê cho sống mạnh đôi đường sớ điệp kim ngân dâng lên sớ điệp kim ngân cô về tấu đôi chép miệng rõ ràng phê cho họ đặng trường sinh đôi chữ bình an phê cho đôi chữ bình an chữ phú chữ quý khang định thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường thiên nhớn thông khí ngài nhục nhớn ngài phi thông pháp nhớn duy văn tục tuệ nhớn trục viên dung vâng mệnh hoàng thiên điều thời vâng mệnh hoàng thiên vật thánh chỉ truyền sáng thế dương gian cô về chứng mã chứng đàn chứng mã chứng đàn cô về chứng mã chứng đàn thiên địa thủy nhạc tiên cô công trình tấu lên cho tới thiên đình nhân nhân giai cú túc vật vật tộc viên không bình ổn giai chiếu sứ giao hóa tầm màn không dọc nhan khai quang thập kệ diệu sóc nhan chứng tư trung ngõ tích tăng cũng sang kín phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung mênh mông sóng nước mây trời thuyền rồng cô bé khoan khoan chèo về lên tiếng hò khoan khoan du khoan thuyền răng thuyền ai khoan lời du thập thoáng bến dài khoan khoan du khoan thôi cô bé khoan lời du khoan chèo về bên cầm tiên khoan lời du khoan ngày thời lạnh sóng khoan khoan hò khoan ao du mọi nơi khoan lời du khoan hạ lòng cát đồng khoan lời hò khoan nhấp nhô đất trời khoan lời du khoan cầm phá bãi cháy khoan khoan du khoan hai chèo chơi khoan lời du khoan cửa én cửa xuống du khoan ngoài cửa đông khoan lời du khoan giữ tròn non sông khoan lời hò khoan thuyền đưa nghĩa quân khoan lời dô khoan cấm bến diệt thù khoan lời hò khoan sóng biển ngoài khơi khoan lời dô khoan đưa thòi cô bé khoan khoan dô khoan trèo về cát lành khoan lời hò khoan tới tỉnh hải dương khoan lời dô khoan chơi đến kiếp bạc khoan lời hò khoan về mẫu sinh hóa khoan lời dô khoan sang tới Thái Bình khoan lời hò khoan trèo về đến Trần khoan lời dô khoan sang tỉnh Nam Định khoan lời dô khoan xuôi ngược đán về khoan lời hò khoan lại như ngày hôm nay khoan lời dô khoan về đến đây khoan lời hò khoan từ đức vua chẳng khoan lời dô khoan là đến ngày hôm nay các cô sai quân hầu bắc cầu nói cô lên bờ khoan hò số
ngoài khơi biển rộng sông lanh tiên cô cửa suốt về đây ngực đồng như xưa nhớ xưa tích cũ đời trần kỳ ai Trần định sinh cô bé buồn phận tốt tươi đôi mắt phượng sáng ngời non nước tuổi thanh xuân đương độ đôi mươi biển đông sóng vỗ lưng chờ cầu nào ý ai dừng ngoài khơi chập trùng cất thành tích anh hùng ý hiền linh xuất thế cửa nhà trần u bé đầu thai bẩm sinh tang mặt anh tài thông minh trí tuệ văn bài kiếm cung ấy ngay sinh đáng bậc anh tài thông minh trí tuệ văn bài kiếm cung tài thao lược khắp vùng lừng nghề lãnh bậc thơ văn đã dậy khắp biển ỉ ai dậy khắp biển bậc thơ văn đã dậy khắp biển buồn dương sóng lặng về yên thanh xa hồi cùng chảy hội trên đông cuống
nhang một triệu tâm thanh bái thỉnh, cung thỉnh mời cậu bé cửa đông. Ban chỉ sắc phong triều đình, ban chỉ sắc phong ra ban chủ tướng vương tôn ý nhà Trần. Phạm nhan mất viên nguyện mong ý chạy dài. Ân nghiền ca lĩnh ban, quốc ân nghiền ca an dân chấn giữ ra ngoài in bề đông in. Lệnh tiên công phất cờ, hạ lệnh tiên công phạm nhãn mất viên nguyện bông để chạy dài. Bóng cậu về ngày hôm nay con bái thỉnh cậu về sớm hôm gần đảo đăng ngương phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Dòng nhan khai quang thập cờ diệu cậu về chính tinh trung ngã tích tăng cúng dạng kim phục hoàng đất và thánh chúa tiên trung văn sứ sưng lên thượng lại văn sứ sưng lên cậu về tấu đôi chúa biên do sản cung phù trong hoàng đường an chữ phú chữ quý khác ninh thọ trưởng thế cho sức mạnh đôi đường
sơ điệp kim ngân dâng lên, sơ điệp kim ngân cậu về đấu đôi, chép điện rõ ràng về cho họ đặng trường sinh. Chứng lễ đàn diên cậu về, chứng lễ đàn diên độ cho đệ tử thanh niên họ Trường Phi cho dũng mạnh kha cử. Xuân nhẫn thông phi ngại nhục nhẫn ngại phi thông pháp nhẫn do quán tục chiếu dị thể hoạt động, viên minh pháp dưới nội vô sứ bất hàm song, nhân nhân giai cục túc vật vật tổng viên thông. Chứng mã đàn diên anh cậu về, chứng mã đàn diên độ cho họ đăng an khang thọ Trường Phi cho dũng mạnh kha cử. Ngày hôm nay
khấu đầu vọng bái. Thầy nghe cậu bé giữa đông về xa xa gần lên hiền ai thấp thoáng giạt hiền cậu cửa suốt nị treo về đèn đây coi lẫy lừng ngũ châu tứ hải khắp vùng ai bay mang kiếm bạc đường hoa áo vàng tay trắng ngực mang thẻ dân hộ quốc giỏi nay trí cao hơn người tỏ tường chính trực và người chính trực và mười cậu tỏ tường chính trực và mười gian nan thử chi dẹp nòi hại dân đánh cho tàn tác gian quân nỉ tàn tác gian quân cậu đánh cho tàn tác gian quân tàu chim bè đắm xa gần đều tống đối đức vua dẹp an tống đối đức vua mông nguyệt đã tháo đã thua tan tành xa gần đức tìm danh thơm
thanh gia hồi